Tổng thống Venezuela bất ngờ tới Cuba. Động đất mạnh 6,1 độ Richter tấn công khu vực biên giới Ấn Độ, Myanmar. Bà Merkel bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Ba Lan trước vấn đề Belarus. FBI trao thưởng 10.000 USD tìm người gốc Việt. Gần 200 nhà lập pháp tiểu bang yêu cầu ông Biden tạm dừng quy định bắt buộc tiêm vaccine. Hàn Quốc ra mắt lực lượng đặc nhiệm về vấn đề cấm ăn thịt chó. Úc tố Bắc Kinh nói một đằng là một nẻo. Nhiều công ty nhà nước Trung Quốc hạn chế sử dụng WeChat vì lý do bảo mật. Trung Quốc buộc phải nói lời tạm biệt với kỷ nguyên tăng trưởng siêu tốc. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục tin thế giới tối ngày 26 tháng 11 của DKN TV. Tổng thống Venezuela bất ngờ tới Cuba. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bất ngờ xuất hiện cùng Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tại lễ khánh thành trung tâm Fidel Castro Ruz được phát sóng trên truyền hình hôm 25 tháng 11, cũng là ngày mất của cố lãnh đạo Fidel Castro. Đi cùng hai nhà lãnh đạo là cựu Chủ tịch Cuba Raúl Castro, em trai ông Fidel. Tổng thống Maduro sau đó đăng trên Twitter hình ảnh ông dự buổi lễ cùng các lãnh đạo Cuba. Cảm ơn Chủ tịch Díaz-Canel và ông Raúl Castro đã mời ông tới sự kiện này. Sau buổi lễ, Tổng thống Venezuela đăng video ông đi dạo trên đường phố thủ đô Havana của Cuba vào ban đêm. Cuba và Venezuela duy trì quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực. Cơ quan an ninh Cuba năm ngoái hỗ trợ Venezuela đập tan kế hoạch của một nhóm lính đánh thuê nước ngoài đổ bộ vào bờ biển Maputo để âm mưu bắt cóc Tổng thống Maduro. Hồi tháng 6, chính phủ Venezuela thông báo ký hợp đồng mua 12 triệu liều vaccine Abdala do Cuba sản xuất. Lần gần nhất Tổng thống Venezuela thăm Cuba là vào tháng 12, 2019. Động đất mạnh 6,1 độ Richter tấn công khu vực biên giới Ấn Độ-Myanmar. Một trận động đất nông và mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar-Ấn Độ vào sáng sớm thứ Hai, 26 tháng 11. Thiệt hại chưa được thống kê vào thời điểm báo cáo. Theo Trung tâm Địa chấn Quốc gia của Ấn Độ, trận động đất ở độ sâu 12 km và cách thành phố Aizawl ở đông bắc Ấn Độ khoảng 140 km. Theo lời kể của nhân chứng được đăng trên trang web của Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải và những người dùng trên Twitter, người dân đã cảm nhận được trận động đất tại Chittagong ở Bangladesh và thậm chí cách xa như thành phố Kolkata phía đông Ấn Độ, cách thành phố Aizawl khoảng 450 km. Rất mạnh, một nhân chứng đã đăng trên trang web của Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải từ Chittagong, cách tâm chấn của trận động đất khoảng 184 km về phía Tây. Theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải và Cơ quan Giám sát Động đất của Ấn Độ, rung chấn đã được cảm nhận trên khắp các bang Đông Bắc Ấn Độ và các thành phố lớn ở bang Bangladesh. Bà Merkel bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Ba Lan trước vấn đề Belarus. Vào thứ Năm, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Warsaw về tình hình biên giới căng thẳng của Ba Lan với Belarus. Bà Merkel nhắc lại cáo buộc rằng Belarus đang thực hiện cuộc tấn công hỗn hợp bằng cách dụ người di cư đến đất nước này, sau đó đưa họ đến biên giới Ba Lan nhằm gây bất ổn cho Ba Lan nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung. Bà nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan ở Berlin. Do đó, một mặt, Đức hoàn toàn đoàn kết với Ba Lan và mặt khác, tất nhiên tôi muốn bày tỏ rất rõ ràng rằng đây là vấn đề giữa Liên minh châu Âu và Belarus. Và đó là lý do tại sao mọi thứ diễn ra song phương đều cần được phối hợp. Bình luận của bà được coi là phản ứng lại chỉ trích của Ba Lan, rằng bà đã không phối hợp với Warsaw trước khi liên hệ với nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Sau lời kêu gọi của bà Merkel, Belarus bắt đầu hồi hương một số người di cư trở lại Iraq. Bà Merkel cho biết, EU sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Belarus nếu không thấy có sự tiến triển nào. Bà cũng nhấn mạnh vai trò mà đồng minh thân cận của Belarus là Nga trong việc gây áp lực lên quốc gia này. Đồng thời, bà Merkel phàn nàn rằng ông Putin đã từ chối đề nghị của bà về cuộc gặp thượng đỉnh về tình hình Ukraine. Bà Merkel nói, tôi rất lấy làm tiếc rằng cả Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Nga vì đều không chuẩn bị tổ chức thêm một cuộc họp cấp cao nữa
theo thể thức Normandy, trước khi kết thúc thời gian tại vị của tôi. Bà muốn nhắc đến cuộc hội đàm bốn bên giữa Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Các cuộc đàm phán như vậy đã được tổ chức nhiều lần trong nhiều năm để giải quyết căng thẳng giữa Ukraine và nước láng giềng Nga, nhưng thành công rất hạn chế. FBI treo thưởng 10.000 đô la Mỹ tìm người gốc Việt. FBI treo thưởng 10.000 đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin về tung tích của John Bùi Trần, người đàn ông gốc Việt mất tích từ năm 2005. Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tại Boston, Sở Cảnh sát Boston và Randolph hôm 25 tháng 11 thông báo đang điều tra vụ một người dân gốc Việt mất tích 16 năm. Họ đưa ra ảnh phác họa John Bùi Trần, năm 45 tuổi, đồng thời treo thưởng 10.000 đô la cho người cung cấp tin tức về Trần. John Bùi Trần xuất hiện lần cuối ngày 2 tháng 4, 2005, tại một bữa tiệc trên phố Michel ở thành phố Randolph, bang Massachusetts. Khi đó Trần 28 tuổi, theo học bán thời gian tại Đại học Quincy, chuyên ngành nghệ thuật khai phóng. Joseph Bonavolonta, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Boston nói, gia đình Trần xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra với người thân. Chúng tôi tin rằng trong cộng đồng sẽ có người biết được manh mối quan trọng về Trần. FBI đang treo phần thưởng đáng kể cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có thể giúp chúng tôi khép lại vụ án này và đưa ra câu trả lời xứng đáng cho gia đình Trần. Chiến Nguyên, người lớn lên cùng Trần và là một người bạn thân thiết của gia đình anh cho hay, rất đau lòng khi nghĩ rằng John đang ở đâu đó ngoài kia mà không hề biết anh đang ở đâu hay đã gặp chuyện gì. Nguyễn nói, John luôn ở trong tâm trí tôi, luôn trong tim tôi. Tôi luôn nghĩ về cậu ấy từ khi cậu ấy mất tích. Gần 200 nhà lập pháp tiểu bang yêu cầu ông Biden tạm dừng quy định bắt buộc tiêm vaccine. Hôm thứ Năm, 25 tháng 11, một nhóm gần 200 nhà lập pháp từ 30 tiểu bang đã gửi một lá thư tới Tổng thống Joe Biden yêu cầu ông hủy bỏ quy định tiêm chủng vaccine bắt buộc. Tờ New Musk đưa tin, bức thư được viết bởi dân biểu Stuart Jones, dân biểu Tapton Lee và Josiah Magoson. Ông Jones nói, với tư cách là nhà lập pháp của tiểu bang, chúng tôi đã tuyên thệ bảo vệ hiến pháp của tiểu bang và của đất nước chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn khi cuộc sống ở quốc gia tự do nhất trên thế giới và chúng tôi dự định sẽ gìn giữ điều này. Các nhà lập pháp cho biết, chúng tôi yêu cầu ông Biden và chính phủ liên bang để người dân được yên, bức thư viết thêm. Chúng tôi không thể và sẽ không khoanh tay đứng nhìn trong khi người Mỹ bị buộc phải lựa chọn giữa mũi tiêm và công việc. Không ai sẽ bị ép buộc phải tiêm vaccine COVID trong khi không muốn. Và không tổng thống nào có quyền yêu cầu công dân Mỹ phải trải qua thủ tục y tế theo ý muốn của ông ta. Các nhà lập pháp gọi lệnh tiêm chủng bắt buộc của ông Biden là cuộc tấn công trơ trẽn đối với tự do của chúng tôi. Họ yêu cầu Tổng thống ngừng ngay lập tức và hủy bỏ mọi nỗ lực để bắt buộc tiêm phòng COVID. Đồng thời, bức thư nói rằng các nhà lập pháp sẽ sử dụng mọi phương tiện hợp pháp để cản trở và chống lại lệnh tiêm chủng bất hợp pháp của Tổng thống. Trong khi đó, dân biểu Tapton Lee nói rằng tự do đang bị đe dọa, chúng ta đang sống trong thời kỳ quá độ của chế độ chuyên chế và với tư cách là quốc gia thống nhất, chúng ta phải kiềm chế quyền lực của chính phủ liên bang bằng quyền lực hiến pháp mà chúng ta có, như đã nêu trong tu chính án thứ 10. Lệnh bắt buộc tiêm chủng của ông Biden hiện đang bị đình chỉ sau khi bị tòa phúc thẩm trong vòng 5 của Hoa Kỳ chặn. Chính quyền ông Biden trong tuần này đã yêu cầu tòa phúc thẩm vòng 6 Hoa Kỳ hủy bỏ phán quyết và cho phép tiến hành bắt buộc tiêm chủng với tất cả nhân viên của các công ty có quy mô từ 100 nhân viên trở lên. Ông Biden cũng đã yêu cầu tất cả các nhân viên liên bang, bao gồm cả các thành viên của quân đội, phải được tiêm chủng. Hàn Quốc ra mắt lực lượng đặc nhiệm về vấn đề cấm ăn thịt chó. Hôm 25 tháng 11, Hàn Quốc cho biết sẽ khởi động một lực lượng đặc nhiệm để xem xét việc cấm tiêu thụ thịt chó, sau khi Tổng thống nước này đề nghị xem xét chấm dứt hủ tục kéo dài hàng thế kỷ tại nước này. Các nhà hàng phục vụ thịt chó đang ít dần ở Hàn Quốc khi người trẻ tuổi thấy thịt chó là lựa chọn kém ngon miệng, bởi chó là loại vật nuôi phổ biến tại quốc gia này. Tờ AP đưa tin, trong một tuyên bố, 7 văn phòng chính phủ bao gồm Bộ Nông nghiệp cho biết sẽ thành lập nhóm bao gồm quan chức, chuyên gia dân sự và người từ các tổ chức liên quan để đưa ra khuyến nghị về việc có thể cấm tiêu thụ thịt chó. Các nhà chức trách sẽ thu thập thông tin về các loại chó, nhà hàng và cơ sở khác, đồng thời lấy ý kiến dư luận. Chính phủ cho biết tuyên bố này không nhất thiết cấm người dân ăn thịt chó. Tuyên bố chung lưu ý rằng người dân nên nhận thức về quyền cơ bản và các vấn đề về quyền động vật khi đề cập đến việc tiêu thụ thịt chó. Lập trường có vẻ mơ hồ đã thu hút sự phản đối từ những người nuôi chó và các nhà hoạt động vì quyền động vật.
Những người nông dân cho rằng hoạt động của lực lượng đặc nhiệm chỉ là một hình thức để đóng cửa trang trại và nhà hàng thịt chó. Trong khi đó, các nhà hoạt động về động vật cảm thấy thông báo của chính phủ cho thấy sự thiếu quyết tâm trong việc ngăn cản tiêu thụ thịt chó. Leon Bok, người đứng đầu Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hàn Quốc, gọi thông báo của chính phủ là rất đáng thất vọng vì nó không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào về cách để cấm tiêu thụ thịt chó. Ông Lee nói, chúng tôi nghi ngờ sâu sắc về việc liệu chính phủ có quyết tâm chấm dứt việc tiêu thụ thịt chó hay không. Khoảng 1 đến 1,5 triệu con chó bị giết mỗi năm để làm thức ăn tại Hàn Quốc, giảm so với mức vài triệu con trong khoảng thời gian từ 10 đến 20 năm trước. Ông Lee Won-bok nói rằng, Hàn Quốc là quốc gia phát triển duy nhất mà người ta ăn thịt chó, một hành động phá hoại hình ảnh của chúng ta. Ngay cả khi ban nhạc BTS và trò chơi con mực được xếp hạng số 1 thế giới, thì người nước ngoài vẫn liên tưởng Hàn Quốc với thịt chó và chiến tranh Triều Tiên. Ông Lee cho biết, chó được tiêu thụ làm thực phẩm ở Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Lee đã buộc tội nhiều nông dân về hành vi tàn ác với động vật và các hoạt động bất hợp pháp khác khi họ nuôi và giết mổ chó. Trong khi đó, ông Chu Ye-yong-bong, Tổng thư ký Hiệp hội những người nuôi chó nói rằng, các nhà hoạt động đã phóng đại thông tin. Thịt chó không hợp pháp nhưng cũng không bị cấm rõ ràng ở Hàn Quốc. Úc tố Bắc Kinh nói một đằng là một nẻo. Tờ SCMP đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết các hành động đáng báo động của Trung Quốc không phù hợp với luận điệu của nước này về việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Bình luận của Bộ trưởng được đưa ra sau khi một tàu hải quân Trung Quốc bị phát hiện khi đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton liệt kê một số ví dụ về những hành động nói một đằng là một nẻo của Trung Quốc, bao gồm hoạt động quân sự hóa Biển Đông, hành động gây hấn gần đây đối với Đài Loan và việc ban hành luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Trong một bài phát biểu tại camera, ông Dutton nói, tất cả chúng ta đều quen thuộc với những tuyên bố thường xuyên của chính phủ Trung Quốc rằng họ cam kết về hòa bình, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên chúng tôi chứng kiến sự khác biệt đáng kể giữa lời nói và hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi đã theo dõi rất chặt chẽ khi chính phủ Trung Quốc tham gia vào các hoạt động ngày càng đáng báo động. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra lại tuyên bố rằng ông Dutton đã bóp méo chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, đánh lừa người dân Úc và gây ra xung đột và chia rẽ giữa các dân tộc và các quốc gia. Những bình luận của ông Dutton được đưa ra khi Canberra xác nhận rằng hồi tháng 8, họ đã theo dõi thấy một tàu tình báo Trung Quốc đi vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Úc. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, con tàu này hoạt động hợp pháp nhưng Úc sẽ để mắt tới con tàu này. Mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đạt mức thấp vào năm 2020 khi Canberra bày tỏ ủng hộ một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về nguồn gốc của COVID-19. Trung Quốc đã đáp trả bằng cách cắt đứt liên lạc với các bộ trưởng và áp đặt các mức thuế cao đối với rượu vang, lúa mạch, thịt bò, than đá và hải sản xuất khẩu của Úc, vô hiệu hóa một hiệp ước thương mại tự do năm 2015. Úc và đồng minh Hoa Kỳ gọi động thái này là cưỡng bức kinh tế. Vào tháng 9, một hiệp ước an ninh mới giữa Úc, Mỹ và Anh có tên là AUKUS đã được thành lập. AUKUS được nhiều người coi là nỗ lực nhằm củng cố sức mạnh quân sự trong khu vực trước sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhiều công ty nhà nước Trung Quốc hạn chế sử dụng WeChat vì lý do bảo mật. Ít nhất 9 công ty nhà nước Trung Quốc, trong đó có China Mobile và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đang cấm nhân viên của họ sử dụng WeChat để trao đổi công việc vì lo ngại an toàn bảo mật. Tạp chí Phố Huân trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, động thái trên là nhằm tăng cường việc xem xét theo quy định đối với Tencent, gã khổng lồ Internet Trung Quốc, và để bảo đảm an toàn dữ liệu. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc hôm thứ Tư thông báo rằng, trong đợt kiểm tra bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng ứng dụng, các quan chức đã phát hiện 9 sản phẩm của công ty Tencent có tồn tại hành vi vi phạm và họ thông báo công khai 4 lần về tình huống này. Đáp lại các thông tin trên, Tencent tuyên bố rằng công ty đang nâng cấp tính năng bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng trong các ứng dụng và phối hợp với các cuộc thanh tra tuân thủ theo quy định. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cũng nói rằng họ đang áp dụng các biện pháp chỉ đạo hành chính chuyển tiếp cho Tencent và các ứng dụng phải được kiểm tra và đủ điều kiện trước khi có thể được đưa ra thị trường. Thời gian gần đây, Tencent dường như đã trở thành mục tiêu chính trong quy định của chính phủ Trung Quốc đối với các công ty công nghệ. Cách đây không lâu, Chủ tịch Tencent, ông Lưu Sứ Bình từng nói rằng việc chính quyền Trung Quốc giám sát các công ty công nghệ sẽ là trạng thái bình thường mới. Kết thúc bản tin, mời quý vị theo dõi bài bình luận
Trung Quốc buộc phải nói lời tạm biệt với kỷ nguyên tăng trưởng siêu tốc của giáo sư kinh tế Antonio Grefo trên tờ Epoch Times. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang đi xuống rõ rệt, nguyên nhân đến từ nhu cầu tiêu dùng thấp, sản lượng tại các nhà máy giảm, nhiều vấn đề về nguồn cung, giá xuất xưởng cao. Không còn được thúc đẩy bởi ngành bất động sản, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã giảm xuống mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Giống như hầu hết các quốc gia khác, khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, Trung Quốc đã phong tỏa nhiều khu vực, khiến các hoạt động kinh tế bị đình trệ. Nền kinh tế nước này sau đó đã dần hồi phục, cho đến khi đạt đỉnh vào tháng 3 2021. Kể từ đó, động lực kinh tế Trung Quốc bị suy giảm, tăng trưởng GDP trong quý 3 giảm xuống còn 4,9%, là một trong những quý thấp nhất trong 30 năm qua. Tín dụng có tốc độ tăng chậm nhất kể từ năm 2003 và đầu tư vào bất động sản còn rất yếu. Doanh số bán nhà cũng như các công trình xây dựng mới đều giảm mạnh. Hàng hóa nhập khẩu cũng giảm. Một cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, làm cho nhiều nhà máy ở Trung Quốc phải tạm dừng sản xuất. Các đơn đặt hàng mới của nhà máy có xu hướng giảm trong 3 tháng gần đây. Một chỉ số tích cực là các nhà máy đã nhận đủ đơn đặt hàng cho quý 1/2022. Do đó, xuất khẩu dự kiến sẽ không giảm đáng kể trong vài tháng tới. Tuy nhiên, xuất khẩu đã trở thành một thành phần nhỏ trong nền kinh tế Trung Quốc. Hiện nay, thặng dư thương mại chỉ đóng góp khoảng 17% vào GDP, trong khi 10 năm trước, con số này là hơn 27%. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang yêu cầu nền kinh tế phải hướng vào bên trong và tập trung phát triển tiêu dùng nội địa. Do đó, ngay cả khi các nhà máy nhận đủ đơn hàng, thì cũng không đủ để thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế nước này. Theo dự đoán cho quý đầu tiên của năm 2022, cả phía cầu và phía cung của nền kinh tế Trung Quốc đều đang có dấu hiệu chậm lại. Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống và bán lẻ tại các cửa hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nhiều đợt phong tỏa nghiêm ngặt của chính quyền Bắc Kinh vào năm 2020. Năm nay, chính sách Zero Covid tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nên các đợt phong tỏa khác. Điều này đang hạn chế đà phục hồi của hoạt động bán lẻ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, phòng tập thể dục và các dịch vụ khác. Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, và mọi người thà tiết kiệm hơn là chi tiêu. Khu vực dịch vụ là một trong những ngành sử dụng nhiều lao động nhất, cung cấp việc làm cho 83% nhân viên ở một số thành phố. Với những đợt phong tỏa và hạn chế liên tục, nhiều cá nhân và gia đình vẫn chưa thể phục hồi sau khi đã dùng hết tiền tiết kiệm và tiền lương vào năm 2020. Ngại chi tiêu là một phản ứng hợp lý khi người dân không biết khi nào thì đợt phong tỏa tiếp theo và việc mất thu nhập sẽ xảy ra. Nguồn cung hàng hóa cũng bị đe dọa bởi các nhà máy không đủ khả năng sản xuất. Nguyên nhân đến từ việc thiếu nguyên liệu thô, giá nguyên liệu thô tăng cao, thiếu hụt điện, các chính sách không đồng nhất, các quy định về ô nhiễm của chính quyền Bắc Kinh và thiếu thốn do ngân hàng đang hạn chế các khoản vay nên đầu tư vào tài sản cố định ở Trung Quốc giảm mạnh. Ngoài ra, nếu không có nguồn tài chính, lĩnh vực bất động sản có thể tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong tương lai. Doanh số bán ô tô cũng giảm, một phần do phía cầu, người tiêu dùng ngại bỏ tiền ra mua, và một phần do nguồn cung với việc thiếu chip làm giảm sản lượng sản xuất. Một vấn đề khác là nguồn cung là lạm phát giá sản xuất khi mà giá xuất xưởng tiếp tục tăng. Giá cả hàng hóa thiết yếu cũng đang tăng lên, trong khi các biện pháp ngăn chặn ô nhiễm của chính quyền lại hạn chế sản xuất thép. Trong nỗ lực giảm khí thải carbon, Bắc Kinh cũng hạn chế nhiên liệu hóa thạch. Việc này vốn đã gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng, thì nay lại càng kìm hãm hoạt động của các nhà máy. Khoảng cách giữa lạm phát và giá sản xuất PPI và lạm phát giá tiêu dùng CPI ngày càng mở rộng khi chi phí sản xuất các sản phẩm trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng các nhà sản xuất lại do dự trong việc tăng giá bán lẻ vì sợ làm giảm nhu cầu tiêu dùng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra nhiều biện pháp cải tạo phía cung, bao gồm giảm việc phát triển quá mức, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Nhiều vụ hợp nhất đã được thực hiện, làm giảm tỷ lệ tài sản trên nợ của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những biện pháp này không giải quyết được nguyên nhân cơ bản của nợ, và thậm chí còn khuyến khích vay nợ nhiều hơn, vì sau khi hợp nhất thì uy tín, tín dụng của công ty tăng lên. Nguồn cung than giảm cùng với giá than tăng cao đã khiến sản lượng kinh tế của một số tỉnh giảm mạnh. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho rằng giá thị trường đang bị bóp méo, giá than tăng vọt thời gian gần đây, tăng khoảng 260% so với năm trước ở Trung Quốc, là do nhu cầu tăng cao. Thiếu điện và mùa đông khắc nghiệt đang đến gần, ủy ban này đã phản ứng bằng cách thiết lập giá trần than. Nhìn chung, nếu một chính phủ đặt giới hạn giá đối với một hàng hóa, điều này sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt bởi vì người tiêu dùng sẽ muốn mua nhiều hơn và các nhà cung cấp sẽ muốn sản xuất ít hơn. Nhưng trong trường hợp của Trung Quốc,
quốc gia này là nước tiêu thụ than lớn đến mức Trung Quốc trở thành bên định giá. Do vậy, giá than trong khu vực đã giảm xuống. Giá than tiêu chuẩn trong ngành ở Newcastle đã giảm 30% hôm 1 tháng 11 do sự kiềm chế giá của Trung Quốc. Khả năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc tác động đến giá hàng hóa toàn cầu cho thấy sự phụ thuộc cực độ của một số quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, vào Trung Quốc. Tuy nhiên, bất chấp sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giá than vẫn tăng 160% so với năm ngoái. Điều này thể hiện mức độ lạm phát ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Mọi thứ có vẻ tồi tệ đối với Trung Quốc, nhưng sẽ là quá sớm để tin rằng đây là dấu hiệu chấm hết cho vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của quốc gia này. Tuy nhiên, điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thay thế Hoa Kỳ của Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt và thuế quan thương mại của Mỹ vẫn đang được duy trì. Các công ty ngoại quốc đang rời bỏ Trung Quốc vì nhiều lý do, bao gồm cả chính sách không khoan nhượng của Bắc Kinh đối với COVID, khiến việc sản xuất và vận chuyển từ Trung Quốc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn của ngành bất động sản và tài chính, dưới gánh nặng 5.000 tỷ USD nợ bất động sản và 3,97 ngàn tỷ USD nợ thường xuyên của chính quyền địa phương và những khoản nợ khác, năm 2022 sắp tới sẽ không đánh dấu sự kết thúc của nền kinh tế Trung Quốc, nhưng rất có thể sẽ đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên phát triển siêu tốc của quốc gia này. Trong nửa đầu năm tới, đầu tư bất động sản dự kiến sẽ giảm 10%. Bắc Kinh được cho rằng sẽ chọn mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5%, trong khi nhiều nhà phân tích dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Trung Quốc sẽ dưới 5%. Thưa quý vị, có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng.